trong bàn chủ Dung có cái máy, có cái dây sạc điện thoại đưa ra cho chị Nguyễn. Mà cả hai máy cũng đều không có pin luôn. Cái này xếp vào đi để đưa vào cho Phan mới chỉnh lại cái em chút. Bỏ bớt mấy cái áo hàng Thái Tuấn ở chỗ kia bớt xuống đi. Giá 180.000 nha chị ơi, chị nào lấy cho em giúp em vải áo mẫu mặt. Hello. Dạ em chào chị, em My Thúy Mai. Vải áo mẫu mặc đặc biệt luôn, là các chị nhìn thấy cái màu này em mặc không, da rất là sáng, sáng da vô cùng luôn, để đúng là gọi là chất vải này gọi là mãi đỉnh luôn, là không không chê một nét nào là có thật luôn đó mấy chế ơi. Cái này em mặc là cái thứ ba rồi đấy. Kim Hoàng vải áo mẫu mặc, à chị giờ nhận được quà rồi hả chị Duyên Nguyễn ơi, cảm ơn tất cả các chị. Các chị ơi nhớ chia sẻ livestream cho em nè. Các chị ơi em nhớ nghe nè, chia sẻ livestream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nha. Emmy Thúy Mai vải áo mẫu mặc, Tiffany B Nguyễn vải áo mẫu mặc hai áo. Nguyệt Nguyễn vải áo mẫu mặc hai áo. Các chị ơi, các chị lấy đi. Các chị lấy đi, em nói thật đấy, mặc rất là sáng da vô cùng luôn, và em có mấy màu luôn ấy, có nhiều màu lắm. Chuyển cả cái tây đô lên trên đây luôn đi mấy đứa, đợi cho nó sát như trong cái xào này luôn đi, bán nhiều nhiều cho các cô này. Mùa này là bán tơ tằm với bán màu trơn là đúng bài luôn rồi, còn gì nữa các chị. Giờ đâu có còn bao nhiêu nữa đâu, nếu mà để các chị may á, vào dịp mà Tết là bây giờ là các chị may là bừa lắm luôn rồi. Tại vì còn có tính ra có 2 tháng, hơn 2 tháng nữa thôi là Tết. Mà các chị biết là người ta đâu có bao giờ nhận áo dài mà gọi là gần Tết với nhận đâu các chị.
bây giờ người ta nhận giờ gần như vậy đâu. Trời ơi, chỗ nào may bây giờ cũng dùng từ gọi là rất là quá tải luôn. Cho nên là các chị muốn may sớm nhất, đẹp nhất thì các chị may bây giờ đi. Ví dụ như nhiều chị may tơ tằm mà các chị muốn đính muốn gì nữa thì ít nhất phải có thời gian cho người ta may xong, người ta đi đính cho các chị cũng phải có thời gian chứ. Vải áo mẫu mặc giá 180 ngàn một vải áo nha chị ạ. Trần Hà vải áo mẫu mặc. Nhung Thái vải áo mẫu mặc này mà còn không mua được nữa thì bó tay luôn á. Chị vừa được nhận vải. Cảm ơn Tú tặng quà sinh nhật. Trời ơi, cảm ơn các chị rất là nhiều. Được nhận quà sinh nhật của Tú rồi đúng không? Mà hy vọng là năm sau á là em sẽ có được nói chung là em có được. Nếu mà các chị ủng hộ nhiều á thì cứ em cứ sẽ giống như là bỏ quỹ bỏ heo á các chị. Xong rồi em sẽ lựa chọn vào một cái tháng mà thích hợp nhất, và em lên lựa chọn cho các chị được một cái ngày mà thích hợp nhất để mà em gặp tất cả các chị trên mọi miền đất nước. Nếu như các chị bỏ thời gian ra thì kế hoạch thì cái gì cũng vậy các chị, ít nhất là cái kinh phí đấy nó là một cái con số rất là khủng. Cho nên bắt buộc là mình phải có một cái kế hoạch riêng, rồi ví dụ như là phải có một cái nguồn ngân sách nữa thì phải khoảng chặt qua cái khoảng thời gian rất là lâu dài luôn. Cho nên là em cũng có dự định là nếu mà qua năm thì giờ thừa ăn Tết nó quá muộn rồi, qua năm nếu mà có khoảng được kinh phí mà các chị ủng hộ được nhiều thì em sẽ hàng tháng hàng ngày em sẽ bỏ vô đấy một chút xíu, và đến cuối khoảng chừng một cái tháng hè là các chị rảnh nhất, hầu như là tháng hè ai cũng có thể có thời gian đi tham dự được, thì em sẽ làm một cái chương trình thật là lớn để gặp tất cả các chị trên mọi miền đất nước nhé. Mến Bắc Ninh vải áo mẫu mặc, Vũ Thúy Hoài vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thu Thảo vải áo mẫu mặc. Rồi bây giờ em nói các chị nè. Chính chị á, hôm nay em về cho các chị có khoảng từ 5-6 màu mới là thứ nhất. Thứ hai nữa là các chị có biết tới cái chất phẩm lụa Tây Đô mà hàng cao cấp của nhà em ấy. Thôi thì em còn mỗi một màu khoảng từ mấy chục áo, em sẽ tính các chị hết các chị luôn. Đồng giá 100 ngàn một áo mà được miễn phí ship luôn nha. Cho nên là em nói với các chị là nếu như thật sự mà các chị có nhu cầu mua thật sự thì giá nhà em đợt này em tính các chị là còn hơn em bỏ sỉ luôn nha. Em còn hơn em bỏ sỉ luôn, cho nên các chị ơi, các chị cứ theo dõi hàng ngày, và các chị nếu mà chị nào mua hàng nhiều thì các chị sẽ biết. Nói nhiều quá thì sẽ chê thờn hẳn, nói dở mà nói ít thì các chị lại không hiểu, cho nên thôi thì nói nó vừa đủ là tốt nhất nhá. Giá đồng giá hết cho các Hân Bùi và áo mẫu mặc chị nào. Dung Phạm vải áo mẫu mặc. Màu này là bạn Khánh Vân nhà em, bạn chụp bộ sưu tập ở ngoài Hội An đấy các chị, là màu này. Các chị ơi, giá có 100 ngàn một áo thôi nha các chị nha, giá có 100 ngàn một áo thôi. Chất vải là lụa xuyến chi nha các chị nha. Chốt đơn cho các chị giá 100 ngàn một áo và miễn phí ship cho các chị luôn. Chốt đơn cho em là màu xanh rêu. Màu này chuẩn 100% là màu xanh rêu, là màu mà bạn Khánh Vân nhà em mặc. Mà nói chung là các chị thấy cứ bạn Khánh Vân mặc cái áo này mà chụp hình mà có cầm cái cây dù á, là cái đó hoàn toàn là bộ sưu tập của nhà em hết thì thôi. Mọi người thấy đẹp thì mọi người cứ lấy thoải mái, cho em không sao hết đâu các chị. Xuân Nguyễn vải áo mẫu mặc, Hơn Sen vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, rêu cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các Đỗ chị Mai Hương xanh rêu, Tiffany B Nguyễn xanh rêu, Emmy Thúy Mai xanh rêu, Cathy Lê xanh rêu hai áo, Nguyệt Hồ xanh rêu, Mimi Nguyễn xanh rêu, Nguyên Tâm Lê xanh rêu, Oanh Lê Kiều xanh rêu, Somori xanh rêu, Hà Phượng xanh rêu 6 áo, Bông Bông xanh rêu, Nguyễn Xuân xanh rêu, Nguyễn Hà xanh rêu, Triều Nguyên xanh rêu, Hà Lê La Đỗ xanh rêu, Dung Kim Nguyên xanh rêu, Thiên Hồ xanh rêu, Phạm Thanh xanh rêu, Tuyết Băng xanh rêu, Đào Nguyễn xanh rêu. Vải áo mẫu mặc giá 180 ngàn một vải áo nha chị ơi. Chất liệu là tơ tằm hoa bạch diệp ạ. Mỹ Bình xanh rêu, Thúy Phượng xanh rêu, Ngon Lê xanh rêu, Nguyễn Tâm xanh rêu, Hàng Thu xanh rêu,
Thiền Nguyễn San Rêu. Mộng Đỗ San Rêu, Nguyễn Vi San Rêu, An Tuyết Vũ Thi San Rêu hai áo, Sơn Ca Kim Hòa San Rêu, Trần Thủy San Rêu. Đấy đi các chị, rất là đẹp, rất là dễ thương. Đặc biệt luôn là cái màu này đẹp vô cùng luôn. Chốt đơn cho em giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Dạ bên em đang bán không áp dụng tặng quần nha chị ơi. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em với nha. Chị nào lấy thì các chị chốt chuyến chi xong rêu cho em. Giá cho em là 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Quần mua riêng tấn riêng giúp em. Quần bên em sẽ tấn cho các chị là giá 100 ngàn một quần nha các chị nha. Màu này các chị cho em là màu tím thuế. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu tím thuế nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo nha các chị nha. Nguyễn Liên San Rêu. Đẹp lắm luôn đó. Nguyệt Hồ tím Huế, Tiffany B Nguyễn tím Huế. Tím Huế cho em, chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho Thu em. Thu Hoàng San Rêu, Đoàn Trinh Nguyên Lê tím Huế, Bảo Nương tím Huế, Phạm Thảo tím Huế, Villa tím Huế, Đỗ Mai Mai tím Huế hai áo, Phương Phương tím Huế, Lan Cao tím Huế, Nguyễn Thị Kiều tím Huế, Nguyễn Anh tím Huế, Hiếu Vũ tím Huế, Cathy Lê tím Huế hai áo, Phương Linh tím Huế hai áo, Anh Trần tím Huế, Emmy Thúy Mai tím Huế, Lê Tuyền tím Huế, Nga Trần tím Huế. Tím Huế này là bị đứt hàng cũng lâu lâu rồi đó các chị, giờ mới có lại. Hơn Nguyễn San Rêu. Tím Huế cho em giá 100 nha, chị nào lấy thì các chị cố tím. Lê Thảo My tím Huế, Thanh Huyền tím Huế hai áo, Trần Thủy tím Huế. Bán cái này mà 100 ngàn một áo mà còn phải phân vân nữa thì Trâm Nguyễn tím Huế, thì cứ nghĩ Ngọc Hạnh tím Huế bán xuống nhiều chứ còn đời lắm. Cho em đỏ đô giá 100 thì nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Hàng này em bán cho các chị giống như gọi là em bán trong thêm cho các chị để các chị có thể bổ sung. Với lại đa số là hàng này em bán vừa rồi là đồng phục là nhiều nhất, cho nên là bán số lượng rất là lớn. Chứ còn với cái giá 100 ngàn một áo mà một nguyên tím Huế các chị thì chả có chỗ nào bán nổi đâu các chị ơi. Tiffany B Nguyễn đỏ đô, Hiếu Vũ đỏ đô, Nguyễn Uyên tím Huế, Oanh Trần hai xanh rêu, Lưu Huyền đỏ đô, Nguyệt Hồ đỏ đô, Emmy Thúy Mai đỏ đô, Thoa Nguyễn đỏ đô, Hồng Nhung đỏ đô, Quỳnh Nguyễn tím Huế, Trần Hà đỏ đô, Phương Hoàng tím Huế, Thúy Trần tím Huế, Bảo Nương đỏ đô, Lục Bình tím tím Huế, Hy Vọng đỏ đô, Hiền Trần đỏ đô, Phương Nguyên đỏ đô, Bông Bông đỏ đô, Nguyễn Vi đỏ đô, Nguyễn Hà đỏ đô, Thùy Linh đỏ đô, Trần Thị Ngọc đỏ đô, Phong Thu đỏ đô, Phương Nguyễn đỏ đô, Đoàn Chi Nguyên Lê đỏ đô, Vũ Hạnh đỏ đô, Hằng Thanh đỏ đô, Thùy Linh đỏ đô, Yến Phạm đỏ đô, Bùi Thị Minh Trang đỏ đô, Mỹ Bình đỏ đô, Phạm Thanh Đoan đỏ đô, Thi Hiền Dương đỏ đô, Bé Lùn đỏ đô, Lường Hương đỏ đô, Hoàng Anna đỏ đô, Nguyễn Hương tím Huế và đỏ đô, Lily Nguyên đỏ đô. Bên em đang bán lộ chuyến chi giá 100 ngàn nha chị. Mai Chi đỏ đô, Hồng Thị Dương hai tím Huế, Thanh Việt đỏ đô. Đào Thái đỏ đô, Nguyễn Phương đỏ đô, Dương Nguyên đỏ đô. Chị ơi đỏ đô đợt này đẹp lắm. Nói chung là em không có bày vẽ các chị đỏ này màu. Nghĩa Bình đỏ đô. Các chị nghe cho nó bắt tay đâu, đỏ đô là đỏ đô thôi chứ còn màu gì với các chị, màu hoa này, màu hoa kia, màu hoa nọ thì về nó vẫn cứ là đỏ đô đi cho nhau. Thảo Đoàn đỏ đô. Còn không thì lên mã số cho các chị cho nó dễ lên mua hàng các chị ơi.
mây buồn đỏ đô. Các chị thấy á, bộ tiếp thi này á, giá 100 ngàn một áo là giá gọi là giá, giá gọi là giá để mà các chị có thể đắn đo suy nghĩ rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là nhà em vẫn có chương trình là bên em có số lượng hàng rất là lớn đi hàng ngày, và em được bên công ty vận chuyển họ hỗ trợ về giá, cho nên em mới tính toán cho các chị được cái giá 100 ngàn một áo mà được những chi tiết. Chứ nếu khi mà các chị mua càng ít thì các chị mua nhà em càng lợi, mà các chị mua càng nhiều thì các chị mua nhà em lại còn càng có lợi vào những cái lúc mà cần phải mua hàng, mà được hàng tặng quần, mua hàng xà lem hay là mua hàng mà dạo là giảm giá thì cái độ tương tác của các chị rất là cao, thì đa số những chị đấy mới mua được hàng, còn không thôi là không bao giờ mua được hàng nhà tôi. Dương Trần đỏ đô, Phạm Thanh đỏ đô, Tiêu Ba Nguyễn Hai đỏ đô, Hồng Phạm đỏ đô, Hồng Thắm đỏ đô, Nguyễn Nữ đỏ đô, Phạm Thanh đỏ đô, Tuất Nguyên Tuất đỏ đô, Quỳnh Nguyễn Hai đỏ đô, Nguyễn Thị Thúy đỏ đô, Jenny Phạm đỏ đô, Phan Việt Hai đỏ đô, Thừa Phong đỏ đô, Áo Dài Thanh Xuân đỏ đô, Hoa Vũ đỏ đô. Có hai cái lợi thế, nếu mà các chị mua ít ấy, thì các chị mua nhà em rất là có lợi về giá, còn các chị mua nhiều ấy, thì các chị sẽ tăng được. Đa số những chị nào mà mua nhiều nhà em có nghĩa là các chị mua hàng ngày, các chị mua độ tương tác cao ấy, vì thuật toán của Phở Bò là như thế, cho nên thường Dung nhà em sẽ chốt cho các chị những cái combo mà thật sự thì chị có làm thì muốn mua cũng ít, có rất là ít luôn. Có hai cái lợi thế, cả những chị mua ít và cả những chị mua nhiều đều có lợi hết, là như thế đó các chị. Hà Phở Tím Huế 8 áo, em thêm 5 áo đã đơn. Nguyễn Đỗ Hạnh đỏ đô, Đỗ Thủy Tím Huế, Taxi Trần Hai đỏ đô, An Nhiên đỏ đô, Thái Thị Phi Lân đỏ đô, Nguyễn Mẫn đỏ đô. Tím Huế tổng diện 10, 10 hay tím? 10 ạ. Tiêu Ba Nguyễn Ba Tím Huế. Thừa Phong Tím Huế. Rồi quay nha các chị. Em có cái này em bán cho các chị dễ thương. Các chị có nhớ cái bộ tơ tằm mà em mặc mà các chị hỏi quá trời quá đất luôn. Cái hôm mà em đi Sài Gòn hôm thứ 7, hôm thứ bảy em đi Sài Gòn mà em đi mời sinh nhật với các chị, mấy chị ở chợ xỉn với chị nói hôm qua là em có về nhập cho các chị một cái khúc quả để về, em bảo là không biết khoản là quả gì mà xem chị nó lạ, chị bảo là này cái hôm em đi Sài Gòn gặp các chị á là cái quả nó tơ nó giống cái bộ em mặc cái túi, đưa cái đấy đây cho cô. Trời ơi dễ thương lắm mấy chế ơi, có được chắc khoảng được là các chị ơi dễ thương lắm, đặc biệt là có may áo dài theo phong cách của Jack Phương Miêu hoặc là may áo đồng, trời ơi nó đẹp lắm các chị ơi. Hoàn Tuyết Tím Huế hai áo, Hà Lê La Đỗ đỏ đô, Như Mai Tím Huế, Đường Hương đỏ đô, Tâm Hà Tím Huế. Em tìm thấy không bật còn không? Còn không? Đây này các chị, cái này mà các chị may theo dạng áo dài của phong cách của cô Jack Phương Miêu hoặc là các chị may áo dài mà tay phồng hoặc là các chị may đầm đẹp lắm, vì cái này hàng là hàng Korean, nó khổ có 1m4 à, cho nên nhà em cắt cho các chị 2 vải nha. Em tính giá có 150 ngàn một áo thôi, ai lấy thôi à, cái này khỏi cần phải quảng cáo nhiều luôn các chị. An Nhiên Tím Huế Hoa Ba đỏ đô, trời ơi thương xỉu luôn ý, 41 cho em, giá 150 nha. Bỏ bịch lên đi cháu, ở đâu còn có bằng này nữa không ạ. Hả? Đỗ Mai Mai 41, Thúy Diễm 41, Áo Dài Thanh Xuân 41, Emmy Thúy Mai 41, Cherry 41, Anna Lê 41, Dinh Dinh 41, Nguyễn Thị Liệu 41, Nguyễn Tuyền 41, Tiffany B Nguyễn 41, Hiên Hồ 41, Liên Ngọc 41, Kim Oanh Vũ 41, Mây Xanh 41, Nhi Phương 41, Nguyễn Cúc 41, Phan Thị Cẩm Hoa 41, Tiffany Nguyễn Hai Áo 41, Hải Trang Chim 41, Liên Ngọc 41, Đỗ Mai Mai 41, Hoàng Nga 41,
Thi Hằng 41, Tâm Hà 41, Thúy Thu Vũ 41, Loan Nguyễn 41, Thúy Bùi 41, Không Tên 41, Lương Thị Kim Huệ 41, Lan Hoàng 41, Thúy Huỳnh 41, Linh Nguyên 41, Bích Thu 41, Somori 41, Nguyễn Minh 41, Mây Mây 41, Phương Giang Nguyễn 41, Bùi Hải 41, Hoài Xuân 41, Dung Trần 41, Mùa Xuân 41, Như Nguyễn 41, Nguyễn Bình 41, Thanh Nguyễn 41, Thi Bùi 41, Thanh Tuyết 41, Nguyễn Hằng 41, Mây Mây thêm một áo 41, Hằng Thu 41, Bích Thu hai áo 41, Đỗ Thị Thanh Hương 41, Hoa Trần Thi 41, Như Nguyễn 41, các chị lấy nữa không? Không lấy nữa em quen nha. Để em may một cái em mặc lâu lâu em xuất hiện cho mấy chị cho nó đọc lại một tí chứ. Trời ơi, giá có 150.000 một áo mà. Cái này hàng cô Lan nhập á, cho nên nó chỉ có khổ 1m4 thôi. Em cắt cho các chị 2m2 vải, các chị may thoải mái. Lê Dung 41, Dinh Dinh thêm một áo 41, Lục Bình Tím 41, chị Không Tên có 41 rồi nha chị ơi. Võ Hiền 27 áo mẫu mặc. Trời ơi đẹp tuyệt vời luôn á. Katarina Nguyễn 41, Bảo Nương 41, Nguyễn Trang 41. Giá là 150.000 một áo nha các chị ơi. 2m2 khổ 1m45 ấy. Nó là hàng thường đa số các chị mà cứ nghe thấy khoảng 1m45 là đa số là chỉ là hàng nhập hoặc hàng xuất khẩu thôi. Còn hàng trong nước mình khi mà đặt ấy, thì sẽ là khổ 1m6 nha. Vũ Hồng 41, Tiêu Ba Nguyễn 27 áo mẫu mặc. Trần Thủy 41, Lan Nguyễn 41. Nhớ chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nhá. Rồi tiếp tục cho các chị này. Mà áo em mặc đó là em có bằng này màu cho các chị mà ngắm xem, nói chung là nhiều màu lắm. Từ từ đã các chị, để em đem bán cho các chị chuyến đi xong đã nhá. Hoàng Nga thêm một áo 41, chín võ 41. Ngân Hoàng 41, đẹp quá. 768 cho em là chất vải lụa xuyến chi. Giá cho em là 100.000 một áo. Thì là lấy thì các chị chốt 768. Nhật Lệ xuyến chi tím Huế và đỏ đô, Khen Tết xuyến chi đỏ đô, Trang Trần Thi 41. Màu này là màu mới nha, màu mới toàn xà toàn luôn á. 768 cho em, giá 100.000 một áo. Thì nào lấy thì các chị chốt 768 cho em, chắc phải là lụa xuyến chi các chị ơi. Lúc kia tiền vải áo mẫu mặc Tiffany B Nguyễn 2 áo 768, Lê Thảo My 768, Lưu Huyền 768, Nguyễn Bình 2 áo 768, Nguyễn Hồ 768, Cathy Lê 2 áo 768, Bảo Nương 768, Nữ Ngọc Nguyễn Thi 768, Vân Nguyễn 768, Dung Trần 768, Thu Huyền Bùi 768, 768 cho em giá 100.000, Nguyễn Phương 768 và Tím Huế. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thị Thu Lan 768, Nguyễn Hằng 768, Ta Si Trần 2 áo 768, Phan Thị Mỹ Phương xuyến chi đỏ đô, Hương Võ vải áo mẫu mặc, Nguyễn Tâm Lê 768, Jenny Huynh xuyến chi tím Huế 2 áo, Đoàn Hiểu 768, Như Mai 768, Vũ Hồng 768, Ai Phan vải áo mẫu mặc. Mặc quần gì em thấy nó cũng đẹp. Nếu mà các chị không thích, các chị may nguyên một bộ luôn mặc cũng vẫn đẹp luôn. Chi Nguyễn 768, Nguyễn Phương 768, màu mới đó các chị. Vân Nguyễn xuyến chi đỏ đô,
Nguyễn Nhạn Linh 768. Giá cho em là 100 ngàn một áo nha các chị nha. Trần Vạn 768. Đào Thái 768. Chư Nhi 768. Vải áo mẫu mặc giá 180 ngàn một vải áo nha chị ơi. Chị ơi, cái tây đô này các chị biết đâu. Phải nói là đợt đó em bán là toàn giá rẻ, rẻ nhất cũng phải là 150 ngàn một áo. Em bi... tính luôn cho các chị giá 100 ngàn một áo luôn nha. Bi nhông xuyến chi đỏ. Bi nhông xuyến chi đỏ đô. Hoàng Nguyễn 768. Xuân Lương 768. Thu Hương Trinh 768. Lê Nguyễn 768. Chư Nhi đỏ đô. Màu này các chị cho em là màu tâm lý, chất vải là lụa tây đô nha. Đắm cho em là tây đô tâm lý, giá 100 ngàn một áo chị nào. Tà Xuân vải áo mẫu mặc, hàng Phạm 768. Quá trời đẹp. Tây đô tâm lý cho em giá 100 ngàn. Tiffany B. Nguyễn, Tây Đô Sang Lý. Nguyễn Hàn Tây Đô Sang Lý. Tiêu Bang Nguyễn Hai Áo Tây Đô Sang Lý. Nguyễn Tâm Lê Tây Đô Sang Lý. Khúc Thanh Trà Tây Đô Sang Lý. Ngọc Triệu Ngọc 768. Bích Thu vải áo mẫu mặc. Lan Chi Tây Đô Sang Lý. Nguyệt Hồ Tây Đô Sang Lý. Vân Nguyễn Tây Đô Sang Lý. Thông Vương Tây Đô Sang Lý. Dung Trần Tây Đô Sang Lý. Nguyễn Bình Hai Áo Tây Đô Sang Lý. Kim Oanh vải áo mẫu mặc. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là xuyến chi giang. Trời, cái này mà làm hàng thiết kế lên đẹp lắm các chị. Cái màu này mà làm hàng thiết kế lên em nói các chị nhìn không liền các chị thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hàng thiết kế năm nay có làm cho các chị chỉ đặt số lượng nhỏ thôi. Các chị chưa có nhìn thấy cái vân tét mà em bán cho các chị mà có người mẫu mặc rồi đâu. Trời ơi, nhìn bộ đồ không ra bộ đồ tiền triệu nữa thì thôi luôn á. Các chị ơi, tây đô da cho em chủ đẹp quá. Cái màu mặt sang lắm mấy chế ơi. Tây đô da cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt tây à, xin lỗi các chị, xin lỗi. Xuyến chi da giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Cathy Lê xuyến chi da 2 áo. Tiffany B. Nguyễn xuyến chi da. Phương Trần xuyến chi da. Thúy Nguyễn xuyến chi da và trắng. Phương Trần xuyến chi da. Phương Trần dư một phiếu. Tuyết Nhung xuyến chi da. Hằng Nguyễn xuyến chi da 2 áo. Bế Thủy xuyến chi da. Tiêu Bang Nguyễn xuyến chi da 2 áo. Bảo Nương xuyến chi da. Trang Nguyễn Thi xuyến chi da. Vân Nguyễn xuyến chi da. Nguyễn Bình xuyến chi da. Đào Trà xuyến chi xanh rêu. Thu Hương Trinh xuyến chi da. Ngọc Triệu Oanh xuyến chi da. Nguyễn Hương xuyến chi da 2 áo. Phương Nguyễn xuyến chi da 2 áo. Thơm Vương xuyến chi da. Bích Thu xuyến chi da. Dương Nguyễn xuyến chi da. Lê Thảo xuyến chi da. Hiền Trần xuyến chi da. Tuyền Nguyễn xuyến chi da. Lê Trần xuyến chi da 2 áo. Lần nào về cũng xuyến chi với các chị luôn là thật tầm với các chị. Dạ còn nó chị Sáu lên lên. Là lần đó là gọi là trái hàng là có tập. Chưa bao giờ làm cho các chị phải thất vọng khi bán được xuyến chi. Thanh Toán xuyến chi da. Tạ Xuân xuyến chi da. Thơ Vua xuyến chi da. Mi Võ Thu xuyến chi da.
lên Phạm Xuyến Chi Giang. Trần và Tô Xuyến Chi Giang, Lưu Huyền Xuyến Chi Giang, Nguyễn Trang Xuyến Chi Giang, Nguyễn Mỹ Xuyến Chi Giang, Lily Nguyễn Vẻ áo mũ mặc, Su Jenny Vẻ áo mũ mặc, Trương Loan Xuyến Chi Giang hai áo, Tuyền Nguyễn Xuyến Chi Giang, Nữ Ngọc Nguyễn Thi Xuyến Chi Giang, cho cô cái màu màu xanh này. Xuyến Chi đỏ đô em hết rồi. Em có tây đô em đỏ đô trắng luôn. Chốt trắng luôn. Trắng. Trắng tốt luôn. Tiffany B Nguyễn Xuyến Chi trắng. Em có trắng có đen luôn chị. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là Xuyến Chi xanh lá nha, hay gọi là xanh thắng quân đấy các chị. Em vẫn tự tin với các chị là màu này của nhà em không có giống màu trong bảng màu của mọi người cả. Bích Thủy thêm một Xuyến Chi da. Đoàn Chi Nguyên Lê Xuyến Chi trắng, Lục Bình Tím Xuyến Chi trắng. Hiền Trần Xuyến Chi xanh lá, Cathy Lê Xuyến Chi trắng hai áo, Tuyết Nhu Xuyến Chi da thêm một áo nữa. Đoàn Chi Nguyên Lê Xuyến Chi da, Hoàng Nguyễn Xuyến Chi xanh lá, Hồng Thị Dương Xuyến Chi đen hai áo, Xuân Nguyễn Xuyến Chi xanh lá, Nga Trương Xuyến Chi xanh lá, Thủy Dương Xuyến Chi xanh lá, Kim Kim Xuyến Chi xanh lá hai áo, Phạm Duyên Xuyến Chi xanh lá, Cathy Lê Xuyến Chi xanh lá hai áo, Nhật Lệ Xuyến Chi trắng, Ta Si Trần Xuyến Chi trắng hai áo, Nga Trần Xuyến Chi xanh lá, Lưu Huyền Xuyến Chi xanh lá, Tạ Xuân Xuyến Chi da, Duy Liêm Xuyến Chi trắng, Tuyền Nguyễn Xuyến Chi xanh lá, Phùng Nguyễn Xuyến Chi da hai áo, Nga Trần Xuyến Chi xanh lá, Sara Trần xanh lá hai áo, Tiffany B Nguyễn xanh lá, Giang Ngọc xanh lá hai set, Nguyễn Bình Xuyến Chi da, Ngọc Dương Xuyến Chi trắng, Xuân Lưu Xuyến Chi xanh lá, Nguyễn Phương Nga Xuyến Chi trắng, Jenny Huynh Xuyến Chi xanh lá, Nam Vũ Xuyến Chi da, Mi Võ Thu Xuyến Chi trắng, Trần Thị An Xuyến Chi xanh lá, Katarina Nguyễn Xuyến Chi da hai áo, Lê Nguyên Xuyến Chi da, Nguyễn Hải Xuyến Chi xanh lá và trắng, Tara Trần Xuyến Chi trắng ba áo, Thủy Ngô Xuyến Chi da hai áo, Thúy Đinh Xuyến Chi da, Tây Đô màu hồng qua em không có còn đủ cho chị lấy đồng phục đâu chị Lan Hoa ơi. Mây xanh Xuyến Chi xanh lá, Ninh Trần Xuyến Chi da hai áo, Xuyến Chi xanh lá, Ngọc Dương Xuyến Chi xanh lá, bên kia xanh lá chưa bỏ phiếu thì Dư Thiên Lê Xuyến Chi xanh lá, Thừa Phong Xuyến Chi xanh lá, Thủy Phạm Xuyến Chi da, Thư Phạm Xuyến Chi xanh lá, màu này các chị lấy thì chốt cho em là Xuyến Chi trắng nha, giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Bên em không có cách lẻ 3 mét chị ơi, cách lẻ thì bán 90.000 một mét thì cách lẻ các chị, còn bán 50.000 một mét 90.000 một mét, 3 mét là 200 280 Huỳnh Thị Ngọc Sen Xuyến Chi da,
Nguyễn Mỹ xuyến chi trắng, Bích Thủy xuyến chi trắng, Mai Ngọc Diễm xuyến chi trắng hai áo. Đinh Thị Gấm xuyến chi trắng, Tâm Vũ xuyến chi giang. Màu này là giống màu hôm qua em mặc mà của lụa Vân Pháp ấy các chị. Nguyệt Võ xuyến chi giang, Thiên Nhi vẻ áo mẫu mặc. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em. Dung Trần xuyến chi da và trắng, Mỹ Phụng xuyến chi trắng hai áo, Tâm Vũ xuyến chi trắng hai áo, Phạm Bích xuyến chi da. Nga Nguyễn xuyến chi trắng hai áo, Kim Kim xuyến chi cam cháy hai áo, Lê Nguyên xuyến chi da. Phạm Thị Ngọc Dung xuyến chi trắng hai áo, Kim Chi Phạm xuyến chi trắng, Hiếu Vũ xuyến chi cam cháy, Trần Gia Khang xuyến chi cam cháy, Nguyễn Bình thêm một xuyến chi da, Đinh Thị Ánh Nguyệt xuyến chi xanh lá, Tiffany B Nguyễn cam cháy, Cherry cam cháy, Hậu Tâm Thị cam cháy, Quỳnh Nguyên cam cháy, Cathy Lê Hai cam cháy, Hạnh Phát cam cháy, Kiều Bích xanh đeo và cam cháy. Ví dụ như cái màu da này các chị không may áo dài, các chị may nguyên bộ như vậy mà cũng sai hết. Tiffany Nguyễn cam cháy hai áo, Thư Phạm cam cháy, nhưng mà mặc màu Trang Nguyễn Thi cam cháy, Hoa Diệp cam cháy, Hà Phạm cam cháy, Nguyễn Thị Thu Hồng cam cháy, Nguyễn Mỹ cam cháy. Mộng Tuyền xuyến chi da hai áo, Ai Ai Lê vải áo mẫu mặc, Thủy Nguyễn cam cháy, Nguyễn Tho cam cháy, Hương Võ cam cháy, Na Nguyễn cam cháy, Trinh Phạm cam cháy, Trần Gia Khang xuyến chi da, Nguyễn Nhạn Linh cam cháy, Quỳnh Nguyễn cam cháy. Đỗ Mai Mai cam cháy, Tuyết Nhung cam cháy. Có đây em các chị, đem em còn một ngày nữa thôi là em hết. Đem bỏ phiếu chưa? Lê Hồng xuyến chi đen, trắng em hết, xuyến chi trắng em hết rồi nha các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt xuyến chi đen cho em nha, rồi tiếp tục cho các chị. Màu này là màu xanh vị. Ngọc Thơm Nguyễn xuyến chi đen, Nắng và Mưa cam cháy và đen, Nguyễn Nhạn Linh xuyến chi đen, Bùi Hải xuyến chi cam cháy. Màu này các chị lấy thì chốt thì em xuyến chi xanh biển. Villa xuyến chi xanh biển hai áo. Taxi Trần xanh biển ba áo. Nguyễn Bích xuyến chi đen, Jenny Huynh xanh biển, Na Dâu Tây xuyến chi đen, Thúy Hồng Nguyễn xuyến chi đen, Nguyễn Thị Bích Hà đen và cam cháy, Đoàn Trinh Nguyên Lê xanh biển, Thủy Dung xanh biển, Ngọc Minh Hân xanh biển, Tiffany B Nguyễn Hai xanh biển, Gana Siêu Huynh hai xanh biển, Mai Hằng hai xanh biển, Vân Mai xanh biển, Như Huỳnh xanh biển, Tuyết Trinh xanh biển, Mây xanh xanh biển, Lily Nguyễn xanh biển.
trang xanh biển, tú cẩm xuyến chi đen, nắng vào mưa xanh biển và vải áo mẫu mặc, cẩm tú huynh xanh biển, loan nguyễn xanh biển, quỳ như xanh biển, du sen ly xanh biển, thanh toàn xanh biển, evon trần xuyến chi đen, nguyễn bình xanh biển. Em nói với các chị chính chi của nó là đèn xanh lên cái cột mốc bán từ năm này qua tháng nào luôn, nào nó cũng đẹp. Cao Thi Lê xanh biển hai áo, Vũ Kim Ngân xanh biển, Nữ Ngọc Nguyễn Thi xuyến chi đen, Nghe Trương vải áo mẫu mặc. Dạ bên em bán vải chứ không nhận may nha chị ơi, bên em chỉ giới thiệu nhà may cho chị thôi ạ. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là bạch diệp hồng dâu nha, 180.000 giống vải lên mặt trên người các chị. Bạch diệp hồng dâu cho em giá 180.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt bạch diệp hồng dâu cho em. Đưa cái màu xanh với lại cái màu cà rốt lên cho con. Cái áo của cô đang mặc này, cô có may được cái màu xanh với cái màu cà rốt xanh này. Này may tổng là 3 Galaxy Winter bạch diệp hồng dâu. Có 5 áo mọi người hết. Trên 2 chuyến đi xanh biển. Một chuyến đi xanh biển. Tiffany B Nguyễn hồng dâu. Thanh Thanh Lê Thi xuyến chi xanh biển, Mai Hằng hồng dâu hai áo, Hải An cao hồng dâu nữa, em hết hồng dâu. Em mai tổng là đến rồi, em mặc cái này sẽ là 3 cái để các chị cái màu xanh, cái màu cà rốt, và một cái màu cỏ. Hàng Vân xuyến chi sang biển. Đâu phải là không mặc đâu các chị, không những là mặc có cổ mà mặc cổ trọn sát rất là nhiều luôn. Tại vì các chị biết không, theo em thì em không biết là cái sở thích của các chị như thế nào. Tại vì những cái này á, khi em may đơn giản như vậy em còn có thể ở đây là, nói chung là đi lễ các chị mặc nổ quá ngại lắm. Cho nên là thường em không có đính pha lê vào trong cổ quá nhiều á các chị. Nếu đính vào á các chị biết không, đi lễ ngại lắm, các chị ở đây mặc đơn giản thôi mà mặc cứ đính nó nổi lồng lộ lên á. Chỉ vào những cái gì quan trọng, ví dụ như ngày lễ gì lớn hoặc là đám cưới hoặc là sinh nhật hay gì thôi các chị. Chứ mặc bộ cả mà nó nổi quá ngại lắm. Thanh Huyền Lê xuyến chi đen, Thu Trần vải áo mẫu mặc, Nguyễn Hiển xuyến chi sang biển hai áo. Mà không tấm tắc khen nó khỏi lấy tiền các chị luôn. Và đặc biệt các chị biết cái mặt biển này rồi đấy, ai cũng bán giá này hết, 180.000. Nguyễn Đông Đông người xuyến chi sang biển, 180.000 một áo và miễn phí ship cho các chị nha. 71 cho em, giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 71 cho em. Em bán vải không có bán áo dài may sẵn rồi các chị ơi. Em chỉ có may lên là cho các chị nhìn mẫu thôi chứ nhà em không có may các chị. Các chị muốn may thì khi mà các chị chốt đơn ấy, các chị nói các bạn nhà em cho các chị số điện thoại của nhà may Phong Trần với là nhà may Tân Nguyên là em chuyên môn may hai người đó các chị ơi. Còn nhà em không có bán áo dài may sẵn các chị. Nguyễn Bình 71, Dinh Dinh 71. 180.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 71 cho em nha. Màu này đẹp mắt, màu này là sang vô cùng luôn. Hoa Thông 71, Thân Thị Bông 71, Evon Trần 71, Loan Nguyễn 71, Như Mai 71, Kim Anh 71, Kim Oanh 2 áo 71. Giá này là quá tốt để có thể sử dụng những cái kết quả tôi tặng. Đoan Nguyên 71, 71 cho em, giá 180.000 một áo, chị nào lấy thì cái Dung Dung
71. Quỳnh Trúc xuyến chi da. Chi da là mình còn mà đỏ nó còn mà đỏ. Còn trên này, à trên này còn. Quá trời ơi. 92 cho em giá 180.000 một áo các chị ơi. Thì nào đấy thì các chị chốt 92 cho em. Tơ tằm mặt diệp nha các chị ơi. Vân Lê 71, Nguyễn Xuân Hương 71. Lê 922 áo. Tuyết Hà vải áo mẫu mặc. Hương Võ 92. Phương Trần 92. Như Mai 92. Lily Nguyễn 92. Thảo Trình 92, Kim Oanh 92, Phạm Sơn 92. Còn đúng bằng này. Đặng Thị Bảo Ngọc 71, Loan Nguyên 92. Còn 9. Màu này các chị cho em là màu tím cà. 246 đúng 7 áo tím kè, bạc diệp tím kè cho em giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt bạc diệp tím kè cho em. Trời ơi, một cây này là làm cái sạch sẽ, cái chị biết là nhận được là phải đẹp như thế nào để các chị có thể quay trở lại mua. Trên Phạm tím kè, trên Lê Huyên tím kè. Trên Phạm chị em hai lần. Mèo Mèo tím cà, Đàn Thị Như Thảo tím cà, Hương Võ tím cà, Hoa Diệp tím cà, Phương Bích Vũ tím cà, nữa em hết tím cà. Màu này các chị cho em là tím, màu này các chị cho em là bạch diệp hồng cánh sen nha. Bạc diệp hồng cánh sen cho em giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt bạc diệp hồng cánh sen cho em các chị ơi. Phi Sa 71. Quá trời. Chi Anh hồng cánh sen. Hành Vân hồng cánh sen. Mấy ngày Tết đến đít rồi. Gọi là đến, cứ hay nói dùng từ gọi là đến đít, nhưng mà đến trăm luôn ở đây các chị. Thương Tăng hồng cánh sen. Em không biết các chị nói sao chứ màu hồng cánh sen các chị có mặc mãi mãi muôn năm luôn. Trừ khi mà chị nào mà gọi là lớn tuổi, quá 70 tuổi thì các chị không mặc được thôi. Chứ hồng cánh sen các chị sợ nó nổ nữa, chị mặc quần đen thử coi có đẹp không. Lan Anh hồng cánh sen, Hương Võ hồng cánh sen, Tiffany B Nguyễn hồng cánh sen, Nguyễn Mai vải áo mẫu mặc, Chim Phương hồng cánh sen. Hồng cánh sen cho em giá 180.000 một áo, chất vải là tơ tằm bạch diệp nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Trần Thị Phương hồng cánh sen, Su Sen Ly hồng cánh sen, Như Mai hồng cánh sen. Quá đẹp. Dung Tân hồng cánh sen, Villa hồng cánh sen 2 áo. Bạc diệp hồng cánh sen cho em, chị nào lấy thì sẽ chị chốt bạc diệp hồng cánh sen cho em nè. Cho màu vàng với màu đỏ của hai em đào với lại cái lô cái mấy đây mà. Tuyền Lâm hồng cánh sen. Bỏ lên đi cháu, cắm lên đi. Đây nữa nè, bỏ lên nè. Cứ đẩy chát nó vô để châm lên cho cô. Cái này mà các chị mua các chị tặng mẹ các chị mà không sang nữa thì thôi luôn á. Quá trời nó sen kinh khủng luôn á. Oanh Đinh hồng cánh sen. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 825 nha. Giá cho em là 180.000 một áo các chị ơi. Giá cho em là 180.000 một áo nha các chị nha. Chất vải là tơ tằm bạch diệp. Màu này ở ngoài nó giống như là màu đỏ đô đậm luôn á, đẹp lắm. Khoáng này
mà Như Mai 825, Thi Hiền Dương 825, Nghiệp Dinh 825, Lê Thị Thanh Thúy Hồng Cánh Sen, Quỳnh Nguyễn 825, Vân Hồng 825, Hạnh Vân 825, Thi Quảng Nguyễn 825, Trần Hà 825, Anna Phạm 825, Như Huynh 825. Kim Oanh 825. Cho một gắn. $180.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 825 cho em. Lan Nguyễn 825, Nguyễn Anna Hồng Cánh Sen. Đây, nhiều chị muốn hỏi em về màu cam. Thì em có cái lô này cho các chị, tấm dán bền cho các chị mua nha, bao dán cho các chị luôn. Đây. Tính Mai Hằng 2 áo 825. Tính giá là siêu mềm luôn á, giá 150.000 một áo thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 577 cho em. Lô này là lô mới nhất, mới ra luôn á. Và giá này cũng bán chưa giá bằng với Bạch Diệp luôn, là 180.000 một áo đấy. Tính cho các chị giá rất là tốt luôn. Sử dụng cho em thêm một ví dụ như nhiều chị để sưu tầm màu á, dù như có hồng cánh sen rồi này, có đỏ rồi này, có rêu rồi này, có vàng đồng rồi. Một này là màu cam nha các chị nha. 577 cho em, giá 150.000 một áo. Cát Thi Lê 2 áo 577. Jenny Huy 577. Cái này là các chị mặc là em bảo đảm các chị luôn, là các chị thực dụng cả năm luôn. Evo Trần 825. Hương Võ 577, Taxi Trần 2 áo 577. Đặng Lan 577, Nguyễn Nhi 577, Nguyễn Phương Bình 577, Thùy Dung 577, Tiffany Nguyễn 577, Nguyệt Nguyên 577, Lan Nguyên 577. Thực phẩm Hàn Quốc 577. Trang Kim vải áo mẫu mặc. Trần Thảo 577. Chị nào lấy thì các chị chốt 577 cho em nha. Giá cho em tính các chị đúng 150.000 một áo thôi. Em bao giá cho tất cả các chị mua hàng luôn. Dạ có rồi nha chị. Chị Tuyền Lâm có hồng cánh sen rồi chị. Phạm Thị Phi Lan 577, Như Mai 577, Dung 8 áo dài 577. Mai Hằng 2 áo 712, Thúy Hương 712, Dương 8 áo dài 712, Kim Oanh 712.
Thiên Nguyễn 712. Nguyễn Như Tết 712. Thôi Giang Nguyễn Hai Áo 712. Bảo Duyên 712. 180.000 một áo, chứ phải là tơ tằm mặt diệp các chị ơi. Em chỉ còn đúng một cái màu đằng sau nữa là lô này là em hết mặt diệp nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 712 cho em. Nhớ là chia sẻ livestream cho em, một lần cho một nhóm, một lần chia sẻ cho một cái hộp cho em nha. Cherry 712. Các chị lấy thì chốt cho em là 58 luôn. Chất vải cũng là tơ tằm bạch diệp luôn. Giá là 180.000 một áo. Nếu mà tính ra các chị mặt hàng này giá chỉ có một chưa tới một nửa tiền của Thái Tuấn thôi. Nhưng mà nó có ưu điểm là nó có độ co giãn đó chị ơi. Còn hàng mà hàng cao cấp của Thái Tuấn, càng cao cấp thì các chị mặc càng khó. Là vì nó không có độ co giãn. Và đặc biệt nữa là các chị khó sử dụng lắm các chị. Còn những cái hàng này các chị đi đâu á, hoặc là các chị có đi xe bỏ vô, các chị xếp theo đúng cái cách mà nó tròn giống như là cái quần jean của mình á, bỏ ra cái mặt nó phẳng lì. Còn Thái Tuấn là các chị không thể mặc được, nhanh lắm. Hoàn Thanh 2 áo 58, Hải Vân 58, Thanh Thanh Lê Thi 58, Loan Nguyễn 712. Dung 8 áo dài vải áo mẫu mặc. Thực phẩm Hàn Quốc 58, Hương Võ 58, Thị Quả Nguyễn 58, Mai Hằng 58 2 áo, Kim Oanh 58 2 áo, Trinh Phạm 712, Như Mai 58, Dương Hạt 58. Như cái hôm mà em đi chụp hình vậy đấy, em phải lựa chọn mấy cái mặt hàng là nó không có ngăn. Chứ mà em đi xa đâu có chỗ để ủi đâu các chị. Mà đuổi hơi, không có điện lấy gì mà ủi. Trần Hoa 58, Mộng Tuyền 58, Dung 8 áo dài 58, Nguyệt Nga Âu 58, Su Sen Ly 58, Bình Nguyên Long 58, Nu Nguyễn 58, Nguyễn Hiền 58 xếp, Loan Nguyễn 58, Bảy Nguyên 58, Thảo Nguyễn 58. Dạ có rồi nha chị Hân Bùi. Vân Lê vải áo mẫu mặc. Cái màu cam vừa đây đâu mất tiêu rồi. Cái này, cái 577 chưa kìa. Có nhìn thấy cái chỗ hình hưu để ở đây không? Em là Tây Đô Cà Rốt. Chốt giá cho các chị 100.000 một áo. Tây Đô Cà Rốt cho em giá 100 nha các chị nha. Em tính cho các chị bằng với tuyến chi luôn. Các chị mặc thử độ Tây Đô đi, đẹp lắm. Chốt Huỳnh 712. Tây Đô Cà Rốt cho em giá 100.000 một áo. Tây Đô Cà Rốt cho em. Tiffany B Nguyễn Tây Đô cà rốt. Võ Quốc Khoa Thi cà rốt 2 áo. Xinh mà xinh đi. Ca Thi Lê cà rốt 2 áo. Tâm Phan Tây Đô cà rốt. Mai Hàn Tây Đô cà rốt 2 áo. Hà Đỗ Hồng Tây Đô cà rốt. Đinh Hải Tây Đô cà rốt. Nguyễn Tùng Ly Tây Đô cà rốt. Thái Thanh Tây Đô cà rốt. Thúy Phạm Tây Đô cà rốt. Ta
thi trần tây đô cà rốt hai áo. Dạ ok chị Lê Lộc. Tây đô cà rốt cho em giá 100. Màu này các chị cho em là 100 củ vịt, giá cho em là 100. Hồng Liên tây đô cà rốt. Cho em là tơ tằm xanh củ vịt nhé, 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ tằm xanh củ vịt cho em. Mẫu này mình như em cũng có may, có may để ở đây mình mới chế. Nói chung là cái gì cũng may rồi, cũng mặc hết rồi các chị, chứ không phải là chưa mặc đâu các chị ơi, mặc hết luôn rồi đó. 180.000 một áo chị nào lấy. Tiffany B Nguyễn sang cổ vịt, Dung 8 áo dài sang cổ vịt, Vân Thủy sang cổ vịt, Lộc Nguyễn sang cổ vịt, Bình Nguyên Long tay đô cà rốt, Thí Bùi tay đô cà rốt, Không Tên sang cổ vịt, Hiền Nguyễn sang cổ vịt, Nguyễn Tùng lên sang cổ vịt, Trâm Anh Nguyên sang cổ vịt, Nguyễn Nhi vẽ áo mẫu mặc. Giá cho em là 180.000 một áo, chị nào lấy thì Thúy Phạm sang cổ vịt. Vải áo mẫu mặc giá 180.000 nha chị ạ. Xuân Xuân xanh cổ vịt. Mẫu này các chị cho em là ăn đào đỏ 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt ăn đào đỏ cho em. Xanh cổ vịt em hết nha các chị ạ. Ăn đào đỏ cho em giá 130. Chị nào lấy thì các chị chốt ăn đào đỏ cho em. Nói tóm lại là năm nay là màu trơn với lại tơ tằm là ta nói là nó khoe sắc hết một cái mùa Tết này luôn, bảo đảm luôn. Đặc biệt luôn là cái gì nhỉ, nó em này nè các chị, là Giáng sinh này, màu đỏ với lại màu xanh nhưng xanh lá là chiếm trọn top line luôn đấy các chị. Thực phẩm Hàn Quốc anh đào đỏ, Dung 8 áo để áo dài anh đào đỏ, Phạm Phương Thảo anh đào đỏ. Vải áo mẫu mặc giá 180 chị ạ. Vi Trần anh đào đỏ. Anh đào đỏ cho em giá 130, chị nào lấy thì các chị chốt anh đào đỏ cho em các chị ơi. Nguyễn Tùng Linh anh đào đỏ. Bỏ cái người này ra cho chị. Dung Tân sang cổ vịt. Bỏ cái người đó ra lấy vô coi cho người này. Thúy Bùi anh đào đỏ, Hiền Nguyễn anh đào đỏ, Mai Kiều anh đào đỏ, Trần Thị Ngọc anh đào đỏ, Nguyễn Xuyến anh đào đỏ, còn 6. Trương Thu Thủy anh đào đỏ, còn 5. Phan Nguyễn anh đào đỏ, Thúy Nguyễn anh đào đỏ, chị anh đào đỏ. Còn hai mai hàng anh đào đỏ hai áo. Cái này chắc em may cái em mặc quá. 40 cho em tính luôn các chị, giá 130. Anh đào đỏ em hết rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Quần giá 100.000 một quần chị ơi. 40 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Giá cho em là 130.000 một áo. Mẫu này đẹp quá. Mẫu này may lên là hơi bị sưng luôn.
Tiffany B Nguyễn 40, Kiều Anh 40, Suri 40, Hà Phạm 40, Bùi Ngọc Bích 40, Phạm Phương Thảo 40, Cẩm Tú 40, Nguyễn Hạnh 40, Cherry 40, Bình Nguyên Long 40, Bi Nhâm 40, Mai Kiều 40, Hồng Phúc Lê 40, Nguyễn Linh 40, Trần Thảo 40, Ngọc Thi 40, Lương Vũ 40, Phan Thị Cẩm Hoa 40, Võ Trang 40, Võ Thủy 40, Kim Oanh 40, Đinh Thủy 40, Thi Hình Dương 40. Em mặc là không phải màu vàng đâu nha. Em mặc ở ngoài của nó là màu vàng mía, chứ nó không phải là màu vàng đâu nha. Chính xác của nó là màu vàng nước mía đấy các chị. Dễ cho em 130 ngàn một áo các chị ơi. Tết này mà không mặc vàng là uổng cả thế giới luôn á. Đã vậy còn hoa anh đào nữa, trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Chốt đơn cho em mà anh đào vàng nha. 130 ngàn một áo các chị ơi. Vải gì hả? Em đang mặc là tơ tằm bạch diệp. Tơ tằm bạch diệp là chất vải là tơ tằm, còn hoa của nó gọi là hoa bạch diệp, cho nên gọi là tơ tằm bạch diệp. Còn màu em mặc là màu vàng mía cho tình yêu nhé. Phan Thị 40, Tiffany B Nguyễn Anh đào vàng, Mai Kiều Anh đào vàng. Giá có 130 ngàn một áo thôi các chị ơi. Kathy Lê Anh đào vàng 2 áo. Thanh Nguyên 40. Các chị mà hỏi tới tơ tằm thì có phải các chị trẻ thì đã nhớ được. Nghe hàng ngày nó ra mẫu liên tục, mỗi người gọi một tên khác nhau. Các chị quan trọng ở cái màu, với lại các chị nhìn phán qua trên màn hình. Khi tụi em đến sát màn hình cho các chị xem cái hoa để các chị mua nó không bị trùng thôi. Chứ Phan, thật sự mà các chị để nhớ được, bản thân em bán còn để nhớ được cái hoa đấy là hoa gì luôn á. Phan biết nên vẽ áo mẫu mặc, Nguyễn Lan vẽ áo mẫu mặc. Vẽ áo mẫu mặc giá 180 ngàn nha chị ơi. Mai Hằng Anh đào vàng 2 áo. Trung Kiên Võ Anh đào vàng. Cẩm Tú vải áo mẫu mặc. Thanh Huyền Anh đào vàng 3 áo. Tơ tằm bạch diệp màu tím cam hết rồi chị. Harry 40, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 043 nha. Giá 130 ngàn một áo, tập trung hàng ở trên này. Cái nào màu nào lấy ra rồi, màu nào chưa lấy ra thì chăm hàng lên. Giờ này không phải là giờ soạn hàng đâu, soạn vải đâu. Phạm Phương Thảo vải áo mẫu mặc. Hà Phạm 043 cho em. Hà Phạm 043, Emmy Thúy Mai 043. Tiffany Hoàng 043. Tiffany B Nguyễn 043. Châu Diễm 043, Mai Hằng 2 áo 043. Phan Thị 043.
Võ Thủy 043.130.000 một áo thì nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha các chị nhé. Mỗi màu em còn khoảng chừng cho các chị 20 áo, 15 áo, có nhiều màu có, mới này mới về cho các chị không chứ còn mùa này các chị không chưa có ra cái gì mới đổ nữa luôn. Thế rồi. Xin ơi là xin. Nga Trương 043. Giá có 130.000 một áo thôi nha các chị nhé. Và bên em có hỗ trợ phí ship cho mình. Nhưng mà với một điều kiện là các chị chỉ chốt đơn trên like thôi, bên em không có bán hàng sau like các chị ơi. Cho dù hàng có còn đi chăng nữa cũng không có bán sau like cho mình nhé. Cái lô tơ tầm cao cấp này đẹp ngang ngửa với lại thái quấn luôn ấy. Ở ngoài các chị nhận được các họ trời ơi nó đẹp. Mình nghĩ là với cái giá của 180.000 một áo này các chị mặc đặc biệt luôn. Bạn này các chị mặc nó không có nhăn một tí nào luôn. Đẹp lắm. Lô này là các chị Lan Nguyễn 043 225 cho em giá 180.000 một áo. Tôi tầm em có nhiều phân khúc giá lắm, không có bán đồng giá cho các chị đâu. Cho nên hàng nào giá cao thì em tính cho các chị giá cao, còn hàng nào giá tốt thì em tính cho các chị giá tốt. Chứ không có bán theo là đồng giá cho các chị đâu. Đồng giá cho các chị em trộn và em bố các chị biết được. Như Mai 225, Lương Vũ 225. Võ Thủy 225. Màu này các chị lấy 2 áo đi, mang nguyên một bộ. Tiffany B. Nguyễn 225. Bảo Duyên Đông 225, Nga Trương 225, Thúy Phạm 225. Ở ngoài đẹp lắm luôn đó, nguyên bộ đi mới chứ. 225 cho em giá 180.000 một áo, tính ra có 360.000 một bộ 4 mét vải thôi. Trần Thị Phương 2 áo 225. Dung 8 áo dài 225. Emmy Thúy Mai 2 áo 225. Na Vũ 225. Evon Trần 225. Bên em bán vải không bán áo may sẵn nha chị ơi. 225 cho em giá 180.000 một áo thì nào lấy thì các chị chốt 225 cho em các chị ơi. Còn có một áo duy nhất màu này thôi. Hết vải luôn rồi các chị. 150.000 một áo nha các chị. Đẹp lắm. Trời ơi, vải này lần trước bán một lần rồi đó. Cực kỳ đẹp luôn. Kim Kim 418. Ba con số 9 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt ba số 9 cho em nha các chị ơi. Cái mình hàng này này được trước bán một lần đó. Các chị nhận được và nói là ai cũng thích hết á. Ba số 9 cho em giá 150. Kim Kim ba số 9. Mấy hàng này nó không có nhiều đâu các chị. Nguyễn Giao vải áo mẫu mặc. Cho nên là các chị cung cấp thì các chị tranh thủ các chị lấy sớm nhá. Cái hàng này không về nhiều. Một áo chị nào lấy thì các chị chốt ba số 9 cho em. Cherry 3 số 9. Hoàn Thanh 3 số 9. Emmy Thúy Mai 3 số 9. Thúy Phạm 3 số 9. Bùi Ngọc Bích 3 số 9. Giá 150.000 một áo nha các chị nhé. Nào lấy thì các chị chốt ba số 9
Nguyễn Hồng Thúy 3 số 9. Cho em là cúc xanh nước mẹ nhé. Giá 150 ngàn một áo. Thì nào lấy thì các chị chốt cúc xanh nước mẹ cho em. Tiffany B Nguyễn 3 số 9. Emmy Thúy Mai cúc xanh nước mẹ. Trương cúc xanh Đức Mẹ. Kim Kim cúc xanh Đức Mẹ. Tiffany B Nguyễn cúc xanh Đức Mẹ. Phan Thị Cẩm hoa cúc xanh Đức Mẹ. Cathy Lê cúc xanh Đức Mẹ 2 áo. Loan Nguyễn cúc xanh Đức Mẹ. Tiffany Hoàng cúc xanh Đức Mẹ. Cúc xanh Đức Mẹ cho em giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cúc xanh Đức Mẹ cho em. Thám Nguyễn cúc xanh Đức Mẹ. Em có cái màu này dễ thương lắm. Nó gọi là màu dâu dâu á, thương lắm. Như Mai cúc xanh Đức Mẹ. Cho em mã số 45, giá cho em 150 ngàn một áo. Các chị ơi, 45 cho em giá 150 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. Cái màu này là xinh lắm. Cái màu này nó giống như màu hồng hồng dâu dâu, cam cam sữa sữa á các chị. Mặc rất là sang luôn. Hùng Lê cúc xanh Đức Mẹ luôn. Em Mi Thúy Mai 45. 45 cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em các chị thấy không? Bán từ đầu like cho đến cuối like vẫn chưa hết được. Tiffany B Nguyễn 45, Dương 8 áo dài 45. Như tầm như vậy nó chưa bán hết rồi. Ôi, nhiều mẫu quá. Mai Hằng 45 2 áo. Thay vì các chị mua màu trơn nhiều rồi ấy, mấy cái hàng này ấy, các chị cứ lựa cho em những cái may nào mà nó vừa phải, cái màu nó trầm trầm hoặc cái màu nó tối, các chị cứ lấy hai áo các chị may nguyên bộ được. Còn nếu như mà chị bảo thôi chị không thích phong cách như vậy thì chị lấy mấy một áo thôi, mặc cái quần màu trơn nhá. Helena Đỗ cúc xanh Đức Mẹ. 45 cho em giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em. Năm nay là năm của tơ tằm với lại năm của màu trơn. Đấy là có những cái màu bộ áo dài là chưa có phốt hình lên cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 45 cho em nha. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Đây này, chuyển tặng qua cái phong cách mà mặc màu tối tối như vậy cho em đi. Trời ơi, có sang lắm đấy thế ơi. Cái này đẹp chứ. Mấy cái này phải nói là không bao giờ xưa luôn. Và nó không bao giờ nó lỗi mốt luôn. Em cho các chị xem cái hoa này nè. Hồi trước em đã từng mặc một lần rồi, nhưng mà cái màu của em mặc nó hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn màu này thôi. Đó là cái áo vàng đồng sẽ cái ăn đào một cà rốt của cô rồi đấy. Ừ. Tại Yến phải áo mẫu mặc. Đoạn sách 45. Hàng này là giá 180 ngàn một áo nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là 13. Rồi lỡ rồi lấy luôn cái màu tối tối ở phía trong luôn đây nè. Xét cái màu tím á. Mấy cái tông mà nó cứ như vậy nè, là các chị mặc rất là đẹp. Màu hoa của nó đấy. Có điều là màu bây giờ cái màu này nó không có còn thôi. Là các chị nè, lên nó mặc nó phẳng lì luôn, không có nhanh đâu mới chế. Em thích cái tông tối này em để dặn lại. Nhiều chị cứ bảo mua áo này của em chứ em không có bán các chị ơi.
cái tông này là các chị mặc rất là sang luôn. Nhìn nó như vậy thôi đấy các chị, nhưng mà mặc lên là nó khác hoàn toàn luôn đó mấy chế ơi. Nè, không có nhăn một tí nào luôn ấy, mà mặc nó lấp lánh đẹp vô cùng luôn. Đó, những cái tông mà tông tối như vậy này, nếu mà chị nào mà giống như là các chị lâu lâu các chị cũng phải có mặc những cái tông tối, chứ không thể nào mà cứ mặc đỏ vàng được. Đây cho em nha, giá 180.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt thời gian cho em. Hàng này á, đầu tiên em bán là giá đến 250.000 một áo lận đó. Có chuyện mà giá 180.000 thôi các chị. Hương Trần Thi 13, Mến Bắc Ninh 13, Kim Oanh 13, Loan Ánh 13. Nha Đoàn 13. Phải là mặc lên nó bét rồi mà nó không nhăn, không chút đường chỉ nhá. Chốt đơn cho em. Bế Thủy Nguyễn 13. Chị nào lấy thì các chị chốt 13 cho em. Nguyễn Hằng 13. Vi Lê 13. Đưa cái tông xanh lá. Bùi Ngọc Bích 13. Nguyễn Vân 13. Nào, thì nghe em chị mặc cái này đẹp lắm. Phạm Tâm 13. Thích mặc đậm hơn nữa luôn, ở trong nó sẽ có một cái mặt này các chị thích mặc nó đậm hơn nữa cũng được luôn. 453 cho em, giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 453 cho em. Chứ thật tình với các chị luôn là xăm đỏ tím vàng bán nhiều lắm luôn rồi. Yến Kim Nguyên 453, Loan Nguyễn 453, Loan Ánh 13, 2 áo. 453 là 3 đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Các chị ơi, cứ nhận được hàng đẹp. Và đặc biệt nữa là các chị có quà của sinh nhật của tối. Và em cảm ơn các chị rất là nhiều. Hy vọng là qua năm tới em còn có thể có đủ kinh phí để các chị ủng hộ, nhờ em có đủ kinh phí để làm vài chương trình cho các chị nhé. Vải áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo nha chị ơi. Lại hồng cánh sen. Lại hồng cánh sen. Và có đỏ luôn, dễ thương lắm. Các loại chị lấy thì các chị chốt đơn cho em là cúc hồng cánh sen. Hồng cánh sen, Hà Phạm Cúc hồng cánh sen.
Thiên Nguyễn Cúc Hồng Cánh Sen. Con 5. Lan Nguyễn Cúc Hồng Cánh Sen. Con 4. Trần Hoa Cúc Hồng Cánh Sen. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là tường vi cam nha các chị nha. 150 ngàn một áo. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là tường vi cam, giá cho em là 150 ngàn một áo nhá. Tâm Phan Cúc Hồng Cánh Sen. Bùi Ngọc Bích Cúc Hồng Cánh Sen. Kim Vân Bùi Cúc Hồng Cánh Sen. Bùi Ngọc Bích Tường Vi Cam. Lương Vũ Tường Vi Cam. Tường Vi Cam này là lúc hồng. Tiffany Bi Nguyễn Tường Vi Cam. Ngọc Thi Tường Vi Cam. Tường vi cam. Anh Phạm Vân tường vi cam. Tường vi cam cho em giá 150 ngàn một áo. Thì nào lấy thì các chị chốt tường vi cam cho em nha. Cúc Hồng Cánh Sen hết rồi. Hết rồi chị. Thúy Phạm Tường Vi Cam. Chị ơi, 150 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em nha các chị. Cái lô hoa này này, em có cái màu, màu nó giống như màu củ hành á. Nhìn vào trên like tưởng nó là màu đô nhưng mà nó màu củ hành rất là đẹp luôn. Còn có mấy chục áo là hết. Bùi Ngọc Bích 158, Dương Tân 158, Kim Kim 2 áo 158, Tiffany Hoàng 158, Mai Hoàng 158, Yến Kim Nguyên 158. Thúy Phạm 158. Trần Hà 158. Mà nguyên một bộ em bảo đảm các chị mặc mà không sen thôi, màu đỏ đô nhiều thì thôi luôn. Đẹp lắm cái màu. Maria Kim Ngọc 158, Tiffany Nguyễn 158. 76 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em. Màu này rất là lạ, rất là đẹp như thế. Ôi màu tuyền 158 hai áo giống như là màu kim kim 76 hai áo. Nguyễn Lan 76, Tiffany Hoàng 76, Cherry 76, Kiều Anh 76, Evan Trần 76, Hy Phạm 76.
Tiffany B Nguyễn 76, Bùi Ngọc Bích 76, Phương Võ 76, Yên Phạm Thị Thanh 76, Bảo Duyên Đông 76, Anh Phạm Vân 76, Hoàng Thiên Sa 76, Thu Hiền 76, Ngọc Thơm Nguyên 76, Tiffany Nguyễn Hai Áo 76, Dung Tân 76, Hà Ngọc 76, Thảo Đoàn 76, Như Mai 76, Sơn Ca Kim Hoàng 76, Vũ Lộc Xuân 76. Lê Nguyễn 76, Lê Thị Thùy Nhung 76, Trân Châu Châu 76, Maria Kim Ngọc 76, Ngô Thị Cúc 76. Các chị lấy thì các chị chốt cho em là cúc xanh lá, giá cho em là 150.000 một áo nha các chị ơi. Vải có độ co giãn cổ 46 một áo các chị, 2 mét không nhan không xước đường chỉ, miễn chi phí toàn cúc cho mình nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cúc xanh lá cho em. 76 em hết nha các chị ơi. Cái màu này là cái màu gần giống em có chụp một tấm hình ở trong rừng vườn quốc gia đang cắt tiên, các chị không gọi là rừng, cái đấy gọi là vườn, vườn quốc gia chứ không phải là rừng. Màu lên đẹp lắm. Vải áo mẫu mặc 180 nha chị ơi. Cúc xanh lá cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt cúc xanh lá. Tiffany B Nguyễn cúc xanh lá. Chờ tự nhiên cho mấy cái tơ tằm này này em khoái may mấy cái dạng áo dài cắt tân mà ngắn ngắn nhất các chị. Áo dài trong diện nó không phải là cắt tân, tân ngắn như vậy đâu nha. Tân như vậy thì các chị nào mà quần ống nhỏ thôi. Em có mộ đấy, chờ con bé thì em với em có hai mẹ con hai mộ giống y chang nhau để chuẩn bị mặc Tết cho các chị. Giờ em may thêm mấy bộ cho nó nữa. Phạm Thị Thu cúc xanh lá. Giá cho em là 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cúc xanh lá. Thanh Nguyễn vải áo mẫu mặc. Đây cái này làm hàng xong không?
mà không vừa mới lẹ. Có con được bằng đấy á? Để chỗ không? Ê không, cái kia chứ nhỉ? Cái kia cơ. Cái này có mấy trăm cái à? Bài áo mẫu mặc giá 180 nha chị. Đẹp tuyệt vời luôn á. Các chị nhìn cho em này. Xinh ơi là xinh luôn á. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu măng cụt nhé. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Màu này nó đi rồi em đi. Bùi Ngọc Bích mang củ xếp. Cherry mang cột. Ngài Phạm vải áo mẫu mặc. Trần vải áo mẫu mặc, Vũ Lộc Sơn mang cụt, nghỉ hả chị? Cái tường vi này nhà mình còn một.